Hôm nay thì shop sẽ thanh lý cho anh em một cái lô kìm bãi về anh em nhé. Hàng cân ký, giá cực kỳ tốt. Đó, hàng về thì đang phân loại anh em nhé. Nó sẽ có khoảng 4 loại. Và khi mà anh em mua một ký thì anh em sẽ có đầy đủ các loại. Đó, cái loại nào mà số lượng nó nhiều thì mình sẽ bỏ nhiều nhé. Nhưng mà sẽ đủ loại cho anh em xài. Đây, kìm cắt này. Kìm cắt. Kìm bằng, kìm cắt lớn và kìm mỏ nhọn anh em nhé. Đó, hàng này thì chất lượng của nó rất là tốt luôn và đã qua tôi luyện 100% nhé. Anh em nhìn cái chất thép của nó này, đó hoàn thiện rất là tốt. Đây anh em thấy không, mỏ nhọn bóp vào rất là kín nhé. Đó thì còn rất là tốt. Đây, đây là cây kìm kìm cắt này. Lau cho anh em chút cho em xem cái độ hoàn thiện của nó. Bám bụi nha anh em nhá. Hàng mới 100%. Đã qua tôi luyện. Đây. Sáng loáng và độ kín rất cao anh em nhá. Đây này. Hàng bao cho anh em kín cỡ này luôn á. Cái này anh em lấy về thì anh em sẽ bọc lại cái cán chút là ok nhá. Cán này mình sẽ bọc nhựa hoặc là anh em lấy cái ống gen anh em hơ lại để cầm cho nó êm tay, hoặc là quấn cái ấy á, quấn vải cũng được. Quấn đẹp là nó đẹp à. Đây. Đó. Đây là cây kìm kìm bằng này. Kìm bằng đây anh em. Kìm cắt lớn. Đây. Đây là cây kìm cắt size lớn anh em nhé. Lau qua cho anh em xíu. Hàng thì nó bám bụi thôi. Sáng loáng anh em thấy không? Quá xịn luôn. Đánh bóng rồi. Rồi ok. Đây, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em cái độ sắc bén của nó nha. Lấy luôn cái này đi. Cắt thử cái cọng cáp này cho anh em xem này. Anh em nhìn cái cọng cáp hàn này. Bấm thử cho anh em cái anh em thấy. Ui, siêu ngọt. Đây anh em thấy không? Bấm thử mấy cái nữa đi mày. Quay nghiêng cái mặt này lại cho anh em thấy cái độ bén của nó. Đó, ngọt lắm. Sắc. Đó, rồi bây giờ cắt thử cái ấy đi. Cắt thử cái cọng dây đồng nhỏ cho anh em xem. Quá chất lượng luôn. Rồi ok, thử một cây ngẫu nhiên cây mỏ nhọn này luôn đi. Cây này cũng cắt được luôn nha. Đó anh em thấy chưa? Cực kỳ sắc bén. Đó, ngoài ra thì cái này anh em có cái răng này anh em sử dụng để anh em thao tác ở những cái chi tiết nhỏ, gắp phe các thứ đều được này. Rồi ok, bây giờ thì một ký của nó nhá. Đây thì cái này sẽ nói chung là một ký của nó thì sẽ không đủ một ký đâu anh em, nó sẽ bị thiếu một chút nhá. Đó, bởi vì cái kìm này mà cân chuẩn một ký thì không cân được, nên là cái sai số khi cân đó, là nó sẽ chênh lệch khoảng 50 gram. Đó, khoảng 50 gram nha, có thể là chỉ được 950 gram thôi, cho đến hơn 1 ký nhỉnh một chút, tùy theo từng cây lớn nhỏ khi mà mình cân nhá. Nên là hàng này thì báo trước cho anh em như vậy, không đến lúc anh em về anh em nói là cân thiếu là cũng mất công. Đó, nên là sẽ không bao anh em cân đủ 1 ký, mà nó sẽ dao động từ 950 đến hơn 1 ký một chút, tùy theo khi mà mình cân đó, là cái kìm nó nặng nhẹ, lớn nhỏ nha. Đây, thì đây chỗ này là 950 gram này. Anh em sẽ được tổng cộng nhá. Một cây kìm bằng này. Một cây cắt lớn này. Khoảng đâu đó ba cây cắt nhỏ này. Một cây mỏ nhọn này. Đó, như thế này. Là giá là chỉ có 190.000. 190.000 và sẽ miễn phí vận chuyển nha, mày ghi free ship luôn đi. Bao ship. Đó, anh em lấy về mà xài dần. Đó, giá này thì quá tốt rồi. Tính ra 2, 4, 6, 7 cây này mà 190 bao ship thì chỉ khoảng hơn 20 ngàn một cây thôi. Mà lô kìm này rất là chất lượng, anh em thấy không? Anh em nhìn cái chất thép của nó là anh em thấy nó cực kỳ chất lượng rồi. Đó. Rồi, ok. Sẽ có link Shopee cho anh em đặt luôn nhá. Anh em đặt qua Shopee thì giá của nó sẽ chỉ còn 160 thôi, và phí ship anh em tự trả nhá.
Còn giá này mình gửi cho anh em là miễn phí vận chuyển rồi. Đó, và cái này thì mình bán cân ký lên là sẽ không nhận lựa chọn anh em nhé. Không nhận lựa chọn, không bán lẻ từng cây. Nó chỉ bán một bộ cân ký như thế này thôi. Sẽ có đủ các loại như thế này cho anh em xài. Vì cái kìm cắt này số lượng nó hơi nhiều nên là mình sẽ cho vào đây nhiều hơn một chút nhé. Còn những cái mẫu kìm bằng mấy kìm nhọn thì số lượng nó ít thì mỗi cái chỉ cho anh em một cây thôi. Không có thì nó sẽ thiếu số lượng để giao cho các anh em khác. Rồi anh em nào chốt thì liên hệ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có về được một cái lô bóng đèn tích điện của Nhật anh em nhá. Đó, đèn LED tích điện. Đuôi đèn phổ thông. Con này thì ở đây nó ghi là tuổi thọ của bóng đèn là lên tới đâu rồi ta? Đây này anh em này. Tuổi thọ của nó là khoảng 40.000 giờ này. Rất là cao. Đây nha anh em nhé. Đó. AC 100V. Nhưng mà đã test thực tế con này cắm được điện 220V nhé. Đuôi E27 và nó có một cái móc treo như thế này. Đó, anh em lấy về làm đèn tích điện là rất ngon. Nhưng mà cái pin của nó thì không bao nha anh em nhé. Chỉ bao anh em là khi mà cắm điện 220 và là nó sẽ sáng. Còn cái pin về thì anh em sạc. Anh em sạc lên vì hàng nó để lâu rồi nên là pin của nó không biết được là nó còn tốt hay không. Đó, có những cái thì pin tốt, có những cái thì pin nó hơi kém. Thì cái nào mà anh em mua mà pin nó kém thì anh em mua về anh em thay nhá. Nó dùng cái cell pin 4V thôi. Khi mà cắm thì tự động nó sẽ sạc vào cái cục pin này anh em nhá. Đây, bây giờ mình sẽ test thực tế cho anh em xem. Đây anh em nhá. Đây này, cái đuôi này của nó thì mạnh giữ chặt đuôi này, giữ chặt cái đuôi này để em xoáy nó ra. Đây, anh em xoáy nó vào cái đuôi đèn E27 phổ thông thôi nha anh em nhé. Đây, sau khi anh em xoáy vào thì để ở cái công tắc giữa này nó sẽ báo đèn đỏ là nó đang sạc. Mình chuyển qua AC là nó sẽ sáng. Đó, anh em thấy chưa? Đó, như con này mình test thử thì thấy pin của nó còn ok này. Còn mấy cái bóng khác thì không biết như thế nào. Tại không có thời gian test, với lại giá nó cũng rẻ nên là bán cho anh em về nghiên cứu thôi. Tắt đi mày. Đây nhá, mình sẽ test tích điện cho anh em xem luôn này. Đây. Khi mà sạc đầy pin là xài được 8 tiếng. Nếu như pin tốt của nó là còn được 8 tiếng luôn. Đó. Anh em thấy chưa? Cúp điện mà có bóng này xài là rất ngon luôn. Sáng rực. Đó. Cái giá của nó, mình ghi giá luôn đi. Thì thanh lý cho anh em, không bao pin, chỉ bao cắm điện sáng. Còn pin sạc là hên xui nhá, là 40.000 một bóng. Bóng của Nhật mà giá này rất rẻ luôn à. Đó, anh em về mở ốc ra là có thể thay pin được. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có khoảng 20 cây nha anh em nhá. Cái con quạt tuần hoàn không khí về chung với lô nồi chiên không dầu bữa trước này. Đó, con này thì điện 220V anh em nhé. Và nó là dòng quạt hiện đại anh em thấy không? Quạt mới hiện đại có điều khiển từ xa. Ở đây thử anh em xem này. Tắt này. Mở này. Đó, và nó sẽ có 4 tốc độ nhá. Một đây là đang là tốc độ 1 mà nó đã mạnh như này rồi này. 2 này. 3 này. 4. À, nó có 3 tốc độ anh em nhé. Có 3 tốc độ. Đó, cái số 4 là cái báo đảo gió. Con này thì anh em để không gian phòng khách hoặc là xài phòng máy lạnh, phòng ngủ là rất ngon luôn. Nó tuần hoàn không khí rất là tốt. Và cái kiểu dáng của nó đẹp, nó đỡ tốn diện tích anh em. Kiểu dáng hiện đại. Cái đầu của nó thì ngửa lên ngửa xuống bằng cơ anh em nhé, bằng tay. Còn đảo gió thì sẽ bằng remote. Có chức năng hẹn giờ luôn anh em này. Đó, hẹn giờ. Con này quạt này của nó công suất của nó hình như là khoảng 40W anh em, mát như quạt nhà. Nhưng mà kiểu dáng nó rất là gọn nha, cái bầu này của nó khoảng 25cm thôi. Cao chừng 1m. Đó, và có đồng hồ báo rất là đẹp. Đây. Con này thì không có nhiều anh em, chỉ có khoảng tầm 20 mấy cây thôi.
nên là bán nhanh cho anh em với mức giá là 720.000 một cây anh em nhé, giá 720.000 một cây và miễn phí ship cho anh em chuyển khoản. Đó, hàng thì sẽ đóng trong thùng anh em nhé, anh em mua về thì lắp ráp nó sẽ lên được như vậy. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái lô máy massage quạt cho êm ru. Đây máy massage đây anh em, máy massage này thì hàng nội địa Nhật thôi anh em, và nó sẽ sử dụng nguồn điện 110V nhé anh em nhé. Thì anh em lưu ý là mình sẽ phải cắm qua cái cục biến áp như thế này này, mua một cục biến áp nhỏ cắm vào thôi. Đó, hàng thì ngoại hình của nó thì tương đối cũng có bị chảy xước nhưng mà còn hoạt động rất là tốt. Mình mở cho anh em xem nhá, mở nắp cho anh em xem cái nội thất bên trong luôn đi. Nhiều anh em so sánh nó với lại những cái hàng kém chất lượng thì hôm nay mình sẽ mở ra cho anh em xem cái nội thất của máy massage luôn. Anh em sẽ thấy là nó cực kỳ xứng đáng đồng tiền đây nhá. Cái con này là cái con gọi là đời thấp nhất này, tức là cái kiểu đơn giản nhất thôi. Đây anh em thấy không, con động cơ của nó đây cực kỳ to. Cái bộ phận này á, thì anh em cũng có thể tháo ra để vệ sinh hoặc là thay cái phần vải nếu như nó cũ quá nhá. Còn ruột bên trong á, anh em thấy không, này bên ngoài thì nó chảy xước này nhưng mà ruột bên trong là mới tinh. Đó, toàn bộ cái phần trục của nó phải to, nó phải cái trục chính của nó là nó phải cỡ khoảng tầm 20 ly anh em nhá, nó to thế này này, 20 ly. Đây con motor rất là khỏe, có bảng điều khiển này và các cái đây là các cái hệ thống để nó khi mà nó xoay nó bóp này. Đó, toàn bộ có bạc đạn, xài bạc đạn hết nên là rất êm, rất bền anh em nhá. Đó, anh em nào mà khéo tay á thì có thể mở cục này ra và mốt cho nó cái cục biến áp vào trong luôn, kiếm biến áp nhỏ mốt vào trong này luôn thì nó gọn, tránh cắm nhầm điện. Rồi ok, show cho anh em xem nội thất thôi. Này, đẹp chưa, motor to khỏe chắc chắn. Còn máy thì mình sẽ chỉ phân loại ra là nó sẽ có cái phần con này đơn giản là bóp bàn chân thôi anh em nhé. Mạnh cắm cho anh em một con bóp bàn chân đi. Đó, con này thì nó có thêm cũng là bóp bàn chân nhưng nó có thêm một cái chức năng là nó sẽ bóp bằng hơi. Cái hơi này nó sẽ bóp hai bên bắp nữa nhá, bóp bằng hơi. Thì con số 1 này là giá 1.250.000 này anh em này. Nó to cao hơn nhá. Đó. Chỉnh được cái, hình như là chỉnh được cái góc nghiêng này. Bật một con đi mày. Đó. Nhấn là giữ tí, nhấn giữ tí. Đây này, hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Đó, anh em bật nguồn ở nút này nhá. Sau đó thì anh em sẽ chỉnh các cái chức năng như là bóp mạnh, bóp nhẹ đây này. Đó. Số 1, số 2, số 3. Đó, máy thì chạy bao, mình sẽ bao test chức năng cho anh em nhá. Hoạt động ok. Rồi, con số 1 là giá 1.250 này. Con số 2 này thì có 4 cái. Đó, hoạt động tốt như thế kia. Giá 850 một cái nha anh em nhé. Con số 3 thì mình có 3 cái. Đây, 3 cái thì giá 900. Có mỗi con này thì cái phần vỏ nệm bên ngoài của nó hơi xấu một chút. Thì anh em nào lấy thì giảm giá cho anh em nhé. Còn 2 con đẹp thì giá 900. Để trải nghiệm cho anh em tí nào. Đây anh em nhé. Đây, mình đưa bàn chân vào nó sẽ bóp này. Đó. Tăng số lên, nếu mà muốn bóp mạnh thì tăng lên. Đó, ở dưới nó có bi nhá, và hai bóp bóp hai bên nữa, rất là dễ chịu. Muốn nhẹ thì giảm chậm lại. Đó, nhanh chậm là do mình điều chỉnh nhá. Rồi, tắt. Ở đằng sau nó sẽ có thêm một cái công tắc phụ nha anh em nhá. Đây này. Ở đằng sau máy thì nó sẽ có thêm một cái công tắc phụ, anh em tắt mở đó nhé. Số 3 có 3 cái giá 900, con này xấu giảm giá cho anh em 50 là 850. Nó bị xấu cái phần phần bóp thôi, cái phần vải bên ngoài thôi. Con số 4 này thì ngoài bàn chân ra thì nó sẽ bóp thêm ở cái phần bắp nữa nha anh em nhá, nó cao hơn. Con này giá 1.300.000. Con số 5 này. Con số 5 này thì chức năng của nó rất là nhiều luôn anh em. Đây này, bảng điều khiển của nó nhiều chế độ. Nó có cả chế độ bóp 3D luôn anh em nhé. Đó, và ngoại hình của nó thì cũng còn rất là đẹp. To lắm anh em, máy to lớn lắm.
Đó, con này thì giá của nó là 1.800.000. Con số 6 này á thì nó cũng bóp bằng hơi, con số 6 này là bóp bằng hơi nhá em nhá. Đây. Và nó có bảng điều khiển này. Nhiều chế độ bóp. Nó ép vào đó anh em, hơi nó ép vào hai bên bắp chân nhá. Và nó sẽ ép thêm ở cái phần bàn chân nó ép. Con này bóp bằng hơi này, air foot massage. Rồi ở phía chân nó sẽ có cái phần bộ phận bi nó nâng lên ở trên nhá anh em nhá, nâng lên ở bàn chân. Đó. Có thể chỉnh được nhiều chế độ ở đây. Rồi, con số 6 này thì giá của nó cũng là 1.800.000 luôn. Số 7 này hai con bàn chân giá 800. Size này thì nó nhỏ hơn cái kia một chút nha anh em nhá. Phù hợp với lại những phù hợp với nữ bàn chân của nữ xài là đẹp. Rồi, anh em chốt mã nào thì anh em liên hệ nhá.